Hello, xin chào cả anh em nha. Mình với lại Tiến Black đang có mặt tại công viên làng Hoa Gò Vấp. Anh em nào ở gần đây thì tới giao lưu chơi. Nói chung là ngày hôm nay nó khá là mát mẻ. Tụi mình ra công viên rồi tí chiều ra làm lecture tí rồi nhậu. Sao cảm thấy có vẻ buồn nha Tiến? Nhớ vợ nhà hay sao? Chúng mày cứ vợ đâu mà vợ ở đây buồn sao? Ô. Hay nhỉ? Cái gì này định mà sao mình không thấy bánh xe mà nó vẫn trượt được nhỉ? Ôi, đó. Giống ba tành lắm các bạn ơi. Bánh xe các bạn thấy nè. Đâu bánh đâu? Mình thấy nó không à, ở dưới gốc dây. Ôi, đẹp phết nhỉ. Ôi, hai bạn ơi. Cho mình nhờ cái gì? Hai bạn có thể cho mình biết tại sao cái dây này nó lại trượt được như này nhỉ? Ôi. Tại sao cái giày nó lại trượt được đi như thế này nhỉ? À, cái giày bên em thiết kế có bánh xe ở phía dưới. Đâu cho mình xem rồi đây. À, có bánh xe ở phía dưới. Vâng, cái bánh xe này nó lăn được. Nó lấy ra được không? Nhưng mà bây giờ mình đi là bánh xe nó thõng xuống sao? Không đi không bị gì cả, không thõng xuống. À, có nghĩa là một cái đôi giày 2 trong 1 luôn. Đúng rồi ạ. Tuyệt vời. Và tháo ra bình thường thì nó dễ lắm. Bạn có thể tháo ra cho mình xem đây. Ồ. Đi bình thường như vậy thì không bình thường. Ủa. Mình có thể đi chơi, đi du lịch hoặc là đi thể thao. Rất là thuận tiện anh em ơi. Đó, xong rồi. Nó chơi cái này dễ không bạn? Này dễ lắm, mình tập khoảng 30 phút là biết đi rồi. 30 phút hả? Ờ, ok, bạn dừng mình xem thử. 45 độ luôn hả? Rồi ok, làm thử mình xem thử. À. Cánh đầu. Rồi. Rồi ok. Ôi thích nhỉ. Dây này các bạn mua bao nhiêu vậy? À, bên này mình mua với giá là 400.000. À. Bạn mua ở đâu vậy? À, mình mua tại shop giày bánh gót An Phát. 400k hả? Bây giờ bạn có thể cho mình mượn một tí được không? Hai tụi mình sẽ thử. À, ok thôi. À, mày thử không tiếng một lát. Mày thử đi, chân tao to lắm, tao mang rách giày nào không có tiền đền, tao đâu có số tiền lớn 400 mà đền. Ờ, hay nhỉ. Chúng ta có thể vừa đi được và vừa trượt được luôn. Ngắn bánh rất là tiện lợi. Đó là xong. Xem là Tiến Black sẽ chập chững từng bước đầu tiên. Và cái đôi giày 2 trong 1 này chúng ta có thể vừa đi và vừa trượt ba tanh được. Chị đâu mày, tới đây coi. Thôi Hiền ơi. Yeah. Anh xin bắt tay. Anh xin chào.
Hả, à, sao em? Đang chữ xin chào. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, yeah, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và Sài Gòn mà đúng rồi. Trong clip mà em thấy bụng. Anh có đăng không em? Anh có đăng video mà? Có. Được rồi, mấy em im mà đợi anh quay video một cái. Tiếng Black sẽ thử tay của một cô gái này. Bỏ anh đâu rồi? Đừng hỏi anh em. Chắc là ngăn kịp đâu. Chuẩn nói ngon nha. Có vẻ là sau khoảng tầm 10 phút thì tiếng Black có thể có vẻ là gần chơi được cái trò này rồi. Làm cái clip mà bộc lộ bí mật về tên học của anh á. Thanh niên té sấp mặt. Đây là lần cuối nha. Chỗ xích vô. Trời, nó khó đi quét các bác ạ. Hơn 15 phút rồi mà bức gì không nấu. Đừng biết ngã nó sao nhiều. Lương theo thì dễ thôi. Nói thì dở, ai nói được. Ôi đó, bình tĩnh, đừng có người ngã sao nhiều. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tuyệt vời. Sắp ok rồi đấy. Anh Black phát biểu cảm xúc đi. Sao anh cảm thấy thế nào khi chơi cái đôi giày này? Nhưng mà đôi giày nó rất là phiền nhưng mà khó đi quá. Cái gì cũng vậy, các bạn phải có thời gian để mà luyện tập nữa. Nói chung là mình nghĩ là nếu như mà các bạn thích thì chắc cũng khoảng cỡ nửa ngày là sẽ chạy được. Còn nếu mà nửa ngày mà chạy được chắc cũng 2 ngày cũng đâu hết. Điều quan trọng là cái đôi giày này khá là tiện lợi, anh em có thể và vừa trượt được. Những người lùng mà mang vô là thấy cao hơn được ít nữa. Ôi trời ơi, các bạn có thể thấy là bạn nữ này rất là chuyên nghiệp luôn. Đừng có đi gặp quê anh quá, cái cao ngồi bị lây hai đứa chụp chụp á. Thử vượt lên cao coi, đi lên cao thử đi. Vì lúc trời nó không thanh quen. Ok, chúng ta sẽ theo chân tiếng Black và những fan ngu người của anh tiếng Black xem. Coi té sắp mạch lò. Anh mà mới nhỏ thì anh, mới nhỏ thì anh. Rồi ok. Nói chung là mình mà tính đất Sài Gòn thì cũng khá là nhiều em nhỏ phát hiện ra mình. Và tiếng Black lại biết thêm một trò mới. Và có một cái trò mới mà mình chưa bao giờ mình được chơi. Đây, đúng là tháo mồ hôi đúng không bạn ơi? Ngu người. Đó, đúng rồi. Tụi em có thể thể hiện một số màn biểu diễn cái môn trục bà tan này thử đi. Rất là chuyên nghiệp. Quá kinh. Và chắc chắn mình điều này mình sẽ không bao giờ làm được. Quá phê. Ok. Hai bạn cho mình hỏi là giày của các bạn mua ở đâu vậy? Nhóm gì? Nhóm trượt F1. Gì? Giày bánh gót An Phát. Ok. Các bác có thể liên hệ vào website nào bạn?
Dạy bạn con làm fan giùm con. À, lại số điện thoại của... Đọc số điện thoại lên để anh em nào thích mua và chơi thì có thể liên hệ và mua. À, anh em nào thích kết bạn với bạn nữ này ha thì Facebook Zalo 0169 4453 056. Vậy cuối cùng tên Facebook của chị là gì? Sao băng. Để em lên Facebook em tìm coi cho. Rồi các bạn nào mà cảm thấy thích đôi giày thì các bạn có thể liên hệ qua địa chỉ đó và các bạn mua một cách rất là dễ dàng. Giá bao nhiêu nhỉ? Khoảng 400.000 một đôi. Rồi ok. Với chỉ giá 400.000 thôi thì các bạn đã có một cái đôi giày. Bình thường chúng ta mua một đôi giày cũng 400 rồi, nhưng mà đôi giày này nó tuyệt vời cái ở chỗ là 2 trong 1 luôn. Cái hai chức năng luôn nha. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay thì cố gắng like và subscribe cho mình nha. Bye bye tất cả anh em. Bye bye.